Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh UBR ha. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một cái câu hỏi của rất là nhiều anh em mới tập chơi hỏi mình ha, nhắn riêng cho mình ha. Đó là anh em hỏi là về cái cúp băng ha, cúp băng ngắn ha. Thì lúc trước mình có làm cái cúp băng rồi. Nhưng mà do anh em không có chịu theo dõi cũng như là anh em không có tập luyện thôi ha. Thì bây giờ mình nói lại cái phần cúp băng cho anh em dễ hiểu hơn ha, dễ hiểu hơn. Thì thay vì không có cần nút số gì cả ha, thì mình sẽ đánh theo cái góc đánh là 45 ha, góc đánh 45. Bởi vì trong cái cúp băng á mình cứ tìm ra góc bốn góc góc đánh là 45 là mình sẽ tìm ra được cái áp phê trên bi chủ ha. Còn cái còn trong cái trái banh cúp này á, trong cái trái banh cúp này thì cái phần chạm trái thì nó từ 1/4 đến 3/4, 2/4 ha, đều được hết ha. 3/4 hay là có thể nó lên nửa trái cũng được, tuy nhiên nó phụ thuộc vào cái lực đánh của chúng ta ha. Rồi thì đầu tiên ha, thì những anh em mới tập chơi thì những cái hình này mọi người hay kéo ha, kéo. Nhưng mà tuy nhiên, ví dụ giả sử cái hình nó ra ngoài này đó, thì chúng ta kéo thì nó sẽ khó khăn hơn ha, khó khăn hơn rất là nhiều ha. Thì vì thế mà chúng ta sẽ dùng dùng cái hình cúp để giải quyết cái hình bi ha. Rồi trong hình này mình sẽ đánh trước ha. Đó. Cái hình này là một trong những cái hình mà căn bản nhất ha. Mình chưa nói đến cái vấn đề là đánh gom ở đây ha. Mình chỉ nói là vấn đề những anh em mới tập chơi để đánh trúng cái bên cho anh này ha. Đánh trúng cái hình bi này. À. Rồi. Đánh lại một lần nữa ha. Đó. Thì đây là một trong những cái hình bi người ta gọi là hình bi 45 ha. À, hình bi cúp 45. À. Thì cái hình bi cúp 45 là sao? Đây. Đây là cái góc 45 độ nè ha. Cái góc này ha, góc này là 45. Thì từ cái trái cây da đỏ nè, đếm lên 1 2 3 4 khoảng nút. 4 khoảng nút thì là thành một góc vuông ha, còn chia đôi ra này thì nó thành là góc 45 ha. Rồi khi mà góc 45 á mà chúng ta đánh không áp phê ha, không cao cơ nhưng mà không phải là cao quá ha, ha, trên tâm bi thôi, nói chung là chúng ta sẽ đánh trên tâm bi ha, đánh trên tâm bi ha. Hình hình điểm chạm và áp phê mình sẽ mô tả ở trên góc trái màn hình ha, ha. Cho mọi người nhìn rõ hơn ha. Thì ở những cái góc chuẩn như thế này, đây một khoảng nè, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng, bốn khoảng này, thì khi chúng ta đánh không áp phê thì nó sẽ về là một khoảng, có nghĩa là bốn khoảng trừ một khoảng là còn ba ha. Thì cứ mình trừ mà nó ra ba là mình đánh không áp phê ha, còn thiếu đâu thì mình sẽ bù đó. Rồi đây mình sẽ đánh không áp phê bình thường, không thấp cơ ha. Đó thì nó sẽ về là góc không ha. Đó là cách đánh cúp. Rồi tiếp tục. Rồi giả sử bây giờ trái cây da nó lên trên này đi, nó lên một khoảng một nút ha, khoảng một nút. Rồi đây 1, 2 khoảng, 3 khoảng, 4 khoảng, 4 khoảng, 4 khoảng nút. Đó thì hình này nó cũng như hình hồi nãy thôi. Thì 4 khoảng nút, 4 khoảng nút thì khi chúng ta đánh không áp phê thì nó sẽ về này. Đó, không áp phê thì
hướng bi chúng ta sẽ chạy về đây. Thì để bù vô này, một khoảng này thì chúng ta sẽ đánh là một áp phê. À, góc bi chủ của chúng ta vẫn là 45 như lúc nãy ha. Vẫn một áp phê cao cơ ha. Đó. Lại một lần nữa ha. Cái này cái phần chạm trái nó không có ảnh hưởng nhiều á mọi người ha. Bởi vì chúng ta đánh với lực vừa phải thôi. Khi chúng ta tăng lực lên á thì áp phê nó sẽ tăng lên. Ha. Vì thế mà chúng ta đánh với cái góc này chúng ta chỉ đánh là lực vừa phải ha. Giống như là chúng ta đánh thả vào bi cái dây đỏ thôi. Rồi, đó là cái góc một áp phê. Thì khi mà ra trận đấu đúng không? Mọi người quên đi. Giả sử mọi người quên cái tính này thì mọi người cứ tính cho mình nè. 1 2 3 4 khoảng, 4 khoảng trắng đúng không? Còn cái này là 1 2 thì 4 trừ 2 là 2. À, mình nói lại nè, cho anh em dễ hiểu nè. Đây. Bắt đầu mình đếm lên cái hướng bị chủ mình nè. 1 2 3 4. Đó là góc bị chủ mình đây. Là 4 khoảng trắng. 4 khoảng trắng thì cái này là 1 2 thì 4 trừ 2 là 2. Nhưng mà không phải là đánh 2 áp phê mọi người nhé. Không phải là đánh 2 áp phê mà là khi mà khoảng trắng của chúng ta là 3 khoảng trắng thì chúng ta sẽ đánh không áp phê, mà cái này 2 khoảng trắng thì chúng ta chỉ đánh là 1 áp phê. À. Góc áp phê của chúng ta sẽ để theo hình giống như là cái đồng hồ của chúng ta đó. À. Cái áp phê là nó theo cái đồng hồ á. Là hướng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ á. Cái mặt đồng hồ mà 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 3 giờ sau là cái áp phê chúng ta để y vậy ha. Cái áp phê này nó hơi kỳ kỳ một tí ha. Nhưng mà cái xác suất trúng nó rất là cao. Bởi vì cái này là khi mà mình ra những cái hình bi khó, những cái hình bi cúp mà nó gạch nghèo như thế này á, là chúng ta nên sử dụng cái bộ này thì đánh nó dễ trúng hơn. Rồi, ví dụ giả sử nó lên trên này đi. À, thì những cái hình như thế này thì không có ai là chúng ta sẽ đánh là không áp phê để vào đây hết. Bởi vì cái góc này vẫn là góc đúng nè, không áp phê. À, chúng ta thả không áp phê thì nó sẽ trúng. Nhưng mà ít có cái lựa chọn này là khi nó hụt cái này á, khả năng nó trúng nhưng mà nó hụt dưới này là chặt luôn. Vậy tại sao ta không chọn áp phê dưới này ha? Khi chúng ta chọn cái áp phê phía dưới này thì nó khỏe hơn nè. Thì góc hồi nãy đây, chỗ này là nó về là một áp phê đúng không? Cái này là này đây đó, thì cái góc này là hướng về của chúng ta là hai áp phê. À đó, vậy thì chúng ta sẽ đánh là hai áp phê, hướng đầu cơ vào mũi 2 giờ ha. Mũi 2 giờ. Đó. Đó là một trong những cái hình giải quyết hình bi nó dễ dàng hơn ha. Đây mình đánh lại một lần nữa nè. Rồi, giả sử mình gặp một cái hình bi như thế này. Mà mình không, đây, mình để ra ngoài này cho nó khỏi đánh vàng luôn. Ví dụ đánh vàng, nó cúp vàng vẫn được. Nhưng mà kéo vàng thì không được. Nhưng mà khi nó vào này, thì mình đánh một băng vàng nó dễ hơn. Cái gì nó cũng có cái thực tế ha. Rồi, giả sử cái hình bi này, mình chưa biết gì hết đúng không? Mình đứng đây mình ngắm nè. Là cái góc này là 4 khoảng trắng. Khi chúng ta đánh không áp phê, thì nó sẽ về hướng này. Nhưng mà khi chúng ta đánh không áp phê, thì cái xác suất trúng của chúng ta nó rất là thấp. Bởi vì nó lên trên này nó thiếu một tí thì nó sẽ trúng, nhưng mà nó hụt, nó xuống dưới này là nó hụt luôn. Còn chúng ta khi chúng ta đánh với băng này có thể nó chỗ này nó cũng trúng, chỗ này nó cũng trúng, chỗ này nó cũng trúng ha. Thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới nhìn nè. Cái này là không áp phê, khi chúng ta đánh một áp phê nó về này. Thì để đánh nó xuống băng dưới này là chúng ta phải đánh là hai áp phê. À, đó là cách tính ha. Rồi, mình sẽ thực hiện cú 2 áp phê mũi 2 giờ ha.
Đó. Đó. Đây là một trong những cái hình cúp căn bản cho anh em ha. Để anh em tập luyện, để anh em biết tìm ra được cái áp phê ha. Đó thì khi đây giả sử khi bây giờ cái gốc nó sẽ lớn hơn như thế này thì hồi nãy chúng ta gốc này là chúng ta đánh ba áp phê ba áp phê thì nó trúng ba áp phê vì đó nó trúng thì khi cái gốc chúng ta nó lớn hơn nó xuống này khoảng thêm một nút thì chúng ta sẽ trừ ra một áp phê lúc này chúng ta sẽ đánh là hướng 2 giờ mũi cơ ha. Mũi cơ hướng 2 giờ mà chúng ta đánh phần chạm trái thì chúng ta chạm dưới nửa trái là được rồi và cách đánh này là không đánh bạo lực ha, đánh thả vào ha, thả áp phê vào thôi, thả về vào này nó sẽ trúng rồi. Giả sử nó lên này lúc này chúng ta có bốn khoảng nút 0, 1, 2, 3. Tuy nhiên, để tăng cái gốc này lên, chúng ta không thể bù được cái áp phê. Không thể bù được áp phê. Không thể bù được áp phê trên bi chủ và hướng mũi cơ ha. Tuy nhiên, đó là để bù được cái áp phê mà thuận lợi cho cái hình bi này nó trúng á, thì chúng ta bắt buộc phải chạm đỏ mỏng. Thay vì chúng ta chạm nửa trái, nó ngang thì chúng ta sẽ chạm mỏng ha. Chạm 1 phần 4 đỏ là được. Hướng mũi cơ của chúng ta lúc này á không còn là hướng 3 giờ mà chúng ta sẽ là hướng 4 giờ hơi hơi thấp mũi cơ ha để chúng ta bù cái áp phê vào ha. Đó đó là cách cách ở những cái hình bi nó giải quyết những cái hình bi đạn những hình đạn cúp Đây là những cái hình mà khi gặp những cái trường hợp như thế này thì chúng ta bắt buộc phải phải tính ra được cái áp phê trên bi chủ theo góc 4 giờ ha, góc áp phê hình 4 giờ ha. Đó. Thì khi nó ra những cái đạn cúp bất kỳ ha, bây giờ rồi mình cho trái đỏ nó nằm ở bất kỳ chỗ nào đi. Vào chỗ này đi. Rồi hình chúng ta bị trắng nó cũng nằm ở bất kỳ nào hình này đi. Rồi những cái đạn này ví dụ như là bình thường chúng ta sẽ lấy vàng ha đánh gôm bi đó là những người tập những người chơi hay rồi ha. Còn khi những người mới tập chơi để tập đánh những cái hình cúp đơn giản này ha mình cho lên này khỏi đánh vàng luôn hình này góc đó vẫn đánh vàng được rồi. Thì đây bắt đầu nè chỗ này đó thì bắt đầu mình sẽ dời lên bốn nút cứ dời lên bốn nút cho mình ha. Đây, 1 rưỡi 3 này là hướng 4 nút nè này là hướng 5 nút nè 6 có nghĩa là độ chẹo của chúng ta là 6 khoảng nút còn xuống dưới này 1 cho nó là 2 luôn đi Rồi muốn góc trúng đúng không? 3 4 mà 6 trừ 4 là còn 2. 2 đúng không? 2 mà chúng ta bình thường là 3 khoảng nút là chúng ta sẽ đánh không áp phê. Mà cái này 2 khoảng nút thì chúng ta phải đánh là một áp phê 3 khoảng nút là đánh không áp phê mà 2 khoảng nút là chúng ta phải bù vào một áp phê. Hướng mũi cơ 1 giờ. Đó thì đó là chúng ta cách gỡ đạn ở những cái hình khó ha những hình cúp cho dành cho những anh em mới tập chơi rồi góc cao lên này đi đó hình này thì kéo gôm quá ha rồi cho nó nằm rồi này là giống như hình hồi nãy rồi này giống như hình hồi nãy này là 4 khoảng mình cho là 1 khoảng 2 khoảng 3 khoảng 4 khoảng đây
Đây là bốn khoản này, nhưng mà khi nó xuống này là nó gần năm khoản rưỡi ha, năm khoản rưỡi. Thì cái đây là 1, 2, 3 ha. Cái đây là không áp phê nè, cái này là về đây là một áp phê nè, về đây là 2 áp phê nè, về đây là 3 áp phê ha. Rồi, để vào hướng mũi cơ 3 giờ. Hướng mũi cơ 3 giờ ha. Và chạm trái. Nửa trái vẫn ok anh mọi người nhé. Đó. Đó là cái cách mà khi bi ca da của chúng ta nó nằm sắt băng, bây giờ nó hở băng ha. Mình sẽ tính cái mức độ hở băng cho mọi người ha. Đây, bây giờ mình để cho nó hở băng ra như này. Hở khoảng nửa nút ha. Cho đến nó hở hòa ra như thế này là nó sẽ đá ha. Rồi. Rồi như những hình hở như thế này thì chúng ta vẫn cái áp phê nó không có thay đổi ha. Áp phê không thay đổi. Tuy nhiên, cái phần chạm trái là chúng ta phải chạm dày hơn ha. Dày trái hơn. Như hình này mình sẽ chạm nửa trái bình thường ha. Không hướng không áp phê ha. Đó là những góc chuẩn ha mọi người ha. Góc chuẩn là bắt buộc chúng ta phải đánh như thế. Rồi, giờ lên ở trên này. Đó. Bởi vì khi chúng ta chạm nửa trái thì cái mặt bi của chúng ta nó vẫn vào này ha. Tuy nhiên, cái áp phê của chúng ta nó sẽ tăng lên. Bởi vì cái xu hướng chúng ta bi nó sẽ nhào tới thì áp phê nó sẽ tăng lên ha. Vì thế mà để đánh ở những cái đạn hở như thế này ha, cúp hở như thế này ha, thì bắt buộc cái phần chạm trái của chúng ta là không được mỏng ha, phải thấp nhất là nửa trái ha, có thể dày hơn nửa trái vẫn được. Đó, như hình này hồi nãy là không áp phê rồi đúng không, thì bây giờ hình này mình sẽ đánh là một áp phê, hướng mũi cơ 1 giờ ha, và chạm nửa trái. Rồi, mình sẽ nói đến cái phần nó hở nhiều ha. Rồi đây, hở nhiều. Hở nhiều nè. Cái hướng, cái khoảng khoảng cắn, khoảng cách của chúng ta là 1, 2, 3, 4, vẫn 4 ha. Cái hướng khoảng vẫn 4. Nhưng để chạm vào được cái nút này ha, chạm vào được cái hình băng trên băng dài này, thì chúng ta bắt buộc phải chạm dày ha. Thì khi chúng ta chạm dày, lực đánh lớn thì nó sẽ tăng áp phê. Đó. Vì thế mà để bù vô cái áp phê đó thì chúng ta sẽ giảm cái áp phê lại ha mọi người ha. Giảm cái áp phê ha, giảm cái áp phê lại. Này là 0 nè, nhớ nè, này là 0. 1 2. Đó. Thì khi đánh khoảng hở chúng ta sẽ đánh nửa trái ha, nửa trái dày, nửa trái và giảm lại áp phê ha. Để hướng mũi cơ 2, hướng mũi cơ là 2 giờ nè. Sau đó chúng ta sẽ nhích qua nửa đầu cơ ha mọi người ha. Đó. Thì đó là cái cách sử dụng khi mà bi hở nhiều ha. Đây. Như những góc lớn như thế này ha. Đó, như những góc lớn như thế này. Vẫn là khoảng một khoảng này, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng. Bình thường là chúng ta sẽ đánh là 3 áp phê. Góc này chúng ta sẽ đánh là 3 áp phê. Là nó về kia rồi. Nhưng mà khi bi đỏ nó hở nhiều ha. Hở nhiều thì chúng ta để khoảng 2 rưỡi thôi. À, để 3 giờ là nó xuống kia luôn á. Để hướng mũi cơ là 2 rưỡi là vừa ha. Thì cách để là như hồi nãy mình nói đó. 2 xong mình sẽ nhích mũi cơ lên một tí ha. Còn ở đây mình để 3 và nhích lên một tí. Vẫn đánh thả bình thường nha anh em. Ôi, cái này
hơi hơi đẩy nhiều rồi. Đó thì cái phần này mà chúng ta phải bù cái áp phê vào mà bù là nó hơi bị dư vậy đó. Ha mọi người ha. Đây mình làm lại ha. Phải chạm nửa trái ha, nếu chạm mỏng là nó bị hụt như lúc nãy đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà đã theo dõi gần như hết cái video này. Rồi mình nhắc lại những cái gốc căn bản này. Không áp phê. Không áp phê cao cơ ha mọi người ha. Thả. Rồi. Một gốc. Gốc này là gốc 2 giờ. À, gốc 1 giờ ha. Gốc này là 2 giờ. Cứ tăng lên và cứ cái gốc chúng ta là gốc 45 ha. Mũi cơ là mũi 2 giờ. Chạm nửa trái, ok. Rồi, lên góc 3 giờ. Mọi người đẩy bình thường á, đừng có nhấn nhá hay là đẩy mạnh ha. Thì đó là ba cái góc, bốn cái góc, không, không, một, hai, ba, ha. Thì đó là bốn cái góc căn bản mà để anh em tập luyện ha. Dựa vào những cái góc đó thì nó ra những cái hình như thế này ha. Mình sẽ chọn được cái áp phê. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi gần như hết cái video ha. Mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video đến tất cả những anh em đam mê bida ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo ha. Mọi người có khó khăn, có cái câu hỏi nào mà nó hay ha, cũng như là những cái thắc mắc trong bida ha, thì mọi người cứ comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng trong cái dịp này thì mình sẽ cố gắng làm những cái video nhiều hơn cho anh em ha, giải thích nhiều hơn cho anh em ha. Mình có những cái mình biết và có những cái mình chưa biết thì có thể mình hỏi. Mình chưa biết, có thể mình hỏi những người đánh giỏi hơn ha, những người tốt hơn và giúp anh em cải thiện cái chuyên môn về bida ha. Cũng mong là cộng đồng bida của Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.